Chào quý vị, thưa quý vị, trải qua quá trình đầu tư và hội nhập, hiện nay pháp luật nước ta, cụ thể là pháp luật về đầu tư và pháp luật về doanh nghiệp đang ngày càng có những quy định tạo ra lợi thế cho các nhà đầu tư, đặc biệt khi các nhà đầu tư vào những lĩnh vực và địa bàn đặc biệt ưu đãi. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, không tránh khỏi những khó khăn vướng mắc. Trong buổi trao đổi ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu có sự tham gia của hai luật sư đến từ Hà Nội Law Firm, luật sư Tăng Thị Hương và luật sư Phạm Thị Lợi. Chương trình được thực hiện bởi Hà Nội Law Firm và sự tài trợ chính của Tập đoàn Biển Đông. Cảm ơn hai luật sư đã đến tham dự buổi trao đổi của chúng ta ngày hôm nay. Và trước hết thưa luật sư Hương, luật sư có thể cho biết là khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thì hình thức chủ yếu là hình thức nào đúng không ạ? Vâng, hiện nay theo quy định của luật đầu tư năm 2014 và luật doanh nghiệp năm 2014, nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư vào Việt Nam dưới hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần góp, đầu tư theo hình thức PPP, PCC. Trong đó, đối với đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế thì nhà đầu tư có thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh. Hiện nay, nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam chủ yếu đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế và đăng ký vốn góp, mua vốn góp, mua cổ phần, phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế. Cụ thể, theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến tháng 3 năm 2017, cả nước có 493 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2016. Có 1.077 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp lên tới 852,86 triệu đô la, tăng 171,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, đứng đầu là các nhà đầu tư Hàn Quốc, rồi đến Nhật Bản, Trung Quốc. Và vậy, luật sư có thể chia sẻ, hiện nay pháp luật nước ta có quy định giới hạn điều kiện đối với các loại hình đầu tư không ạ? Theo quy định của pháp luật hiện tại, không có một quy định nào về việc giới hạn điều kiện về loại hình đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ có điều, khi đầu tư vào Việt Nam, dù là hình thức đầu tư gì, thì nhà đầu tư cũng cần phải đáp ứng những điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp. Cụ thể, khi đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế, trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư cần làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, phải có dự án đầu tư, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và tài liệu chứng minh năng lực tài chính của mình. Khi đáp ứng được đủ các điều kiện đó, nhà đầu tư mới có đủ điều kiện thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam. Vâng, cảm ơn luật sư Hương. Chúng ta vừa nghe luật sư Hương chia sẻ về những điều đáng chú ý khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam. Vậy, thưa luật sư Lợi, luật sư có thể chia sẻ khi đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư thường gặp những khó khăn gì không ạ? Vâng. Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật và thực tiễn tư vấn thì tôi nhận thấy khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thì thường họ sẽ gặp một vài những khó khăn chủ yếu như sau. Thứ nhất, đó là khó khăn trong việc tiếp cận các quy định của pháp luật. Đây là một khó khăn phổ biến bởi vì điều này cũng dễ hiểu. Khi mà nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì cái khó khăn duy nhất đó là việc họ làm sao để tiếp cận được các quy định của pháp luật, từ đó là để nắm được quy trình thủ tục cũng như biết được mình cần phải đáp ứng những điều kiện gì khi đầu tư tại Việt Nam. Thứ hai, đó là khó khăn trong việc xác định địa bàn đầu tư. Chính từ khó khăn trong việc tiếp cận quy định của pháp luật dẫn đến khó khăn cho nhà đầu tư khi mà tiếp cận địa bàn đầu tư, bởi vì họ không biết nên đầu tư vào địa bàn nào, cũng như không hiểu được những thế mạnh và hạn chế của từng địa bàn, đặc biệt là những địa bàn có ưu đãi đầu tư. Thứ ba, đó là khó khăn trong việc xác định lĩnh vực đầu tư. Thông thường nhà đầu tư khi vào Việt Nam đầu tư vào một lĩnh vực nào đó thì cái lĩnh vực ở nước họ đã rất là phát triển và họ muốn mở rộng thị trường sang Việt Nam. Tuy nhiên thì có những trường hợp lĩnh vực đó ở Việt Nam chưa có một cái quy định cụ thể nào cho phép nhà đầu tư được đầu tư vào Việt Nam. Chính vì vậy khi họ muốn được đầu tư thì họ cần phải xin ý kiến của các cơ quan quản lý trực tiếp, các cơ quan chuyên môn và phải giải trình về tính khả thi của cái lĩnh vực đó mới được đầu tư vào Việt Nam. Vậy trước những khó khăn trên thì luật sư có thể đưa ra những giải pháp cho các nhà đầu tư nước ngoài không ạ? Vâng, có một giải pháp chung dành cho những khó khăn đó. Đó là nhà đầu tư trước hết là cần phải tìm hiểu các quy định của pháp luật để nắm được trình tự và điều kiện đầu tư. Đặc biệt là trong những trường hợp cần thiết thì cần phải hợp tác với những công ty luật chuyên về pháp luật kinh tế để họ có thể hỗ trợ được nhà đầu tư kịp thời để giảm thiểu tối đa rủi ro, đặc biệt đó là những rủi ro pháp lý, và giúp cho nhà đầu tư hoạt động đầu tư hiệu quả hơn.
Vâng, cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích của hai luật sư. Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe những chia sẻ hữu ích của các luật sư đến từ hãng luật Hà Nội Law. Thông qua buổi trao đổi ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng phần nào có thể giúp được quý vị hiểu rõ hơn về hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Mọi thắc mắc xin vui lòng gửi về hộp thư hanoilaw.vn@gmail.com, số điện thoại 024-6682-5050 hoặc 1900-6176. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.